Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Đầu tiên, tất nhiên rồi, chúng ta sẽ nói về tình hình chiến sự mới nhất giữa Nga và Ukraine vào ngày 19 tháng 5. Trước khi đi tới bản đồ chi tiết, thì tôi muốn các bạn đọc một bài báo trên Reuters có tiêu đề như sau. Ukraine nói các lực lượng của Nga đang rút lui gần Bắc Mút. Theo đó, Reuters dẫn lời Petro Podaro, chỉ huy của lực lượng Ukraine cho biết, phần lớn vào thời điểm hiện tại, khi chúng tôi bắt đầu tiến lên, những người Nga đã pháo vào tất cả các tuyến đường tới các vị trí tiền tuyến. Vì vậy, các phương tiện bọc thép của chúng tôi không thể vận chuyển thêm bộ binh, đạn dược và nhiều thứ khác. Theo đó, người đàn ông này cũng cho biết thêm, quân đội của Ukraine đang có những bước tiến vô cùng quan trọng, hơn 1 km, trong một bối cảnh mà các lực lượng của bọn họ đã phòng thủ trong suốt nửa năm qua. Bất chấp việc Moscow tổ chức rất nhiều các đợt tấn công lớn mà chỉ thu được những kết quả chậm chạp. Tiếp đó, tờ báo này đánh giá rằng, những tiến bộ của Ukraine thời gian gần đây là minh chứng cho thấy sự chia rẽ đang ngày càng sâu sắc trong lực lượng quốc phòng của Nga với cả tập đoàn tư nhân đánh thuê Wagner. Chính ông chủ của Wagner là Prigozhin đã thừa nhận rằng các lực lượng của ông bên trong Bắc Mút vẫn đang tiếp tục tiến lên. Mục tiêu là đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi chỗ đứng cuối cùng của bọn họ trong thành phố. Tiếp đó, tờ báo này dẫn lời thủ lĩnh Wagner Prigozhin cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga đã cho rút quân 570m tại hai khu vực bên sườn sát với thành phố Domino thuộc khu vực Bắc Mút, làm hở hai bên sườn gây nguy hại cho các lực lượng Wagner đang tấn công trên thành phố. Tiếp đó, Reuters lại dẫn lời của Bộ Quốc phòng Nga đã thừa nhận rằng các lực lượng của Nga có rút quân khỏi một số vị trí gần Bắc Mút trong tuần qua. Nhưng phủ nhận những cáo buộc của Prigozhin rằng hai bên sườn đang bị sụp đổ và Nga đang không gửi đạn dược cho Wagner tiếp đó tờ báo này lại dẫn lời oleksander Siriski, chỉ huy của lực lượng mặt đất ukraine theo đó ông ấy đã nói rằng chiến thuật của kiev xung quanh Bakhmut mút là lôi kéo các lực lượng của nga vào trong thành phố để làm suy yếu tiến phòng thủ của nga ở những nơi khác trước cuộc phản công theo kế hoạch của ukraine éo hiểu kiểu gì một kế hoạch rất xịn sò và bí mật nhưng bô bô cho khắp thiên hạ và truyền thông biết rằng ukraine đang cố tình dụ những người nga vào thành phố bóc mút để tiện bề tổ chức một kế hoạch phản công lớn Sirisky tiếp tục hồ hởi nói trên truyền thông rằng quân đội của Wagner tiến vào Bắc Mút như chuột vào bẫy chuột. Với nguyên tắc phòng thủ tích cực, chúng tôi đang sử dụng các hành động phản công ở một số hướng gần Bắc Mút. Kẻ thù có nhiều tài nguyên hơn, nhưng chúng tôi đang phá kế hoạch của chúng. Vâng, đây gần như là nội dung chính nhất của bài báo này. Tại sao tôi lại đọc cho các bạn? Bởi vì tôi cảm thấy một điều vô cùng khó hiểu của truyền thông phương Tây, đó là tiền hậu bất nhất. Mỗi ông viết bài một kiểu, ông nọ tát vào mặt ông kia trong video tối ngày hôm qua của tôi cũng chính truyền thông Reuters đã có một bài viết và cũng chính tờ báo này đã dẫn lời của Alexander Syrsky, chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine rằng Nga đang nã pháo liên tục vào các khu vực xung quanh thành phố Bakhmut và ông ấy đã thừa nhận rằng không hề có chuyện thủ lĩnh Wagner pirozin cùng bộ quốc phòng của Nga đang có những bất hòa và trục trặc họ đang liên kết với nhau rất chặt chẽ để tấn công Ukraine Thế rồi trong bài báo của ngày hôm nay cũng chính Reuters tự vả và vào mặt mình nói rằng thành công của Ukraine là nhờ sự trục trặc của Prigozhin và Wagner. Rồi lại tự hào khoe rằng đây là chiến thuật của Ukraine dẫn dụ những người Nga vào thành phố Bắc Mút để tiện đà phản công cho cả thiên hạ biết. Thật sự trần đời ai e oán. Tôi thì chưa được sống trong thời kỳ chiến tranh. Nhưng tôi chưa thấy một cuộc chiến tranh nào mà chưa đánh đã bô bô là mình đã làm cái gì và sắp làm cái gì trên truyền thông. Tuy nhiên, có một điều bọn họ đã nói đúng là các lực lượng của Nga đã rút lui khỏi một số vị trí ở khu vực Bắc Mút. Và việc thủ lĩnh Prigozhin tỏ ra bất hòa với Bộ Quốc phòng Nga và yêu cầu cấm được rút lui hai bên sườn này. Nếu không, Ukraine sẽ có cơ hội để tiến vào thành phố Domino giải cứu các lực lượng của bọn họ. Vâng, và đây chính là kế dụ địch vào hàng. Hay nói mỹ miều hơn như lời Oleksandr Syrsky chỉ huy của lực lượng mặt đất Ukraine, đó là bọn họ đang dụ chuột vào bẫy chuột. Nhưng chắc chắn không phải là những chú chuột người Nga và đây cũng chính là nội dung chính trong video ngày hôm nay chúng ta đã nghe những báo cáo tới từ truyền thông phương tây tới từ ukraine vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với bản đồ chi tiết từ những báo cáo của lực lượng vũ trang wagner xem ai mới là chuột ai là bẫy đây được rồi trong video ngày hôm qua tôi cũng đã nói về việc có một nghìn lính nato kẹt đâu đó ở thành phố domino thuộc phía tây khu vực bắc Mút đây là nơi duy nhất còn lại trong thành phố bắc Mút, quân đội ukraine còn có chỗ đặt chân Tuy nhiên, vào đêm hôm qua dạng sáng ngày hôm nay, đúng như tôi tuyên bố, toàn bộ khu vực tiểu khu Domino đã hoàn toàn bị quét sạch tất cả. Theo đó, các nhạc sĩ Wagner với sự hỗ trợ của súng cối Tulip và xe tăng T-90M đã tiến sát vào lãnh thổ bệnh viện Nhi Đồng và lối vào thành phố gần khu vực đường cao tốc Chasisa. Các gọng kìm xung quanh khu vực Domino đang bị siết chặt từ hai phía. Các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine cùng lính đánh thuê NATO còn lại ở Domino đang cố gắng rời khỏi thành trì Bọn họ nhận ra rằng kết thúc là điều không thể tránh khỏi Rút lui hoặc là chết Vào đêm qua và dạng sáng này Rất nhiều các đợt top gồm 2 đến 3 người Đang cố gắng rời khỏi khu vực Domino Chủ yếu là vào ban đêm Lính Ukraine và NATO bỏ lại bất kỳ vũ khí hạng nặng nào Tất cả đều đang cố gắng trang bị một cách nhẹ nhàng nhất Vì bọn chúng cần phải đi bộ và cần phải leo dốc để chạy trốn khỏi Domino Lấy ngục Ukraine và NATO đang cố gắng rút lui vào hai bên sườn thuộc khu vực Domino Bắc Mút. Nhiều người thì cố gắng vượt qua các khu rừng. Nhiều người thì lại cố gắng vượt qua các khu vực ao hồ xung quanh. Không hề có bất kỳ một sự phối hợp nào trong những cuộc rút lui của họ. Rõ ràng, lấy ngục Ukraine đang cố gắng tìm mọi cách để rời khỏi vị trí của mình. Dù rằng, bọn họ không được phép làm điều đó. Theo ghi nhận, Phần nhiều lính của NATO và Ukraine chạy tới khu làng Ivanovsky qua đống đổ nát của trang trại để cố gắng tiến tới Chasitsa. Phần còn lại bỏ chạy thì đang cố gắng tiến sang hai bên sườn nơi được cho là Ukraine đang phản công ở đó. Tuy nhiên, tất cả những cuộc tháo chạy này đều nhận được một kết cục duy nhất đó là nằm lại ở nơi đây. Theo đó, Wagner báo cáo đã chiếm 99,9% khu vực bên trong thành phố Bakhmut. Vì vậy, cuộc chiến tại khu vực này có thể nói ngắn gọn nó chỉ diễn ra xung quanh ba địa điểm chính đó là 0,1% còn lại bên trong thành phố và khu vực ở phía ngoài, phía bắc gần Bekhoka và phía nam gần Kilitschka. Vâng, và đây là toàn bộ báo cáo của lực lượng vũ trang Wagner. Nó thật sự khác xa so với những báo cáo tới từ truyền thông phương Tây. Vậy theo các bạn, nên tin báo cáo của ai đây? Hãy nhìn lên bản đồ và tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy báo cáo của ai mang tính xác thực hơn. Nên nhớ rằng, tôi đang sử dụng bản đồ của phía Ukraine chứ không phải của những người Nga Thế nên các bạn đừng cho rằng tôi đang sử dụng các thông tin có lợi cho Nga Mà rõ ràng các thông tin trên bản đồ này đang tuyên truyền cho Ukraine mới đúng Vì họ cập nhật rất chậm các tình huống của những người Nga Theo kết luận của các lực lượng Wagner Thì tình hình khu vực Bakhmut lúc này chỉ còn giao tranh chính ở 3 điểm Đó là phần còn lại thuộc khu vực thành phố Bakhmut Thứ hai là khu vực phản công của Ukraine Ở phía dưới là gần Kilisika và ở phía trên là gần Berkhika Đừng ai hỏi tôi là lính Ukraine và NATO ở khu vực Domino hiện tờ ra sao. Nếu theo các báo cáo của lực lượng Wagner thì theo tôi có ít nhất 9 phần là xong. Vậy câu hỏi được đặt ra là sau khi các lực lượng Wagner đã chiếm được khu vực Domino cũng có nghĩa là họ đang chiếm được 99,9% khu vực bên trong thành phố Bắc Môn. Vậy không phải 1% còn lại, nó là đầu. Vâng, nó là ở khu tòa nhà ở phía dưới các bạn nhìn thấy mà tôi đã tích trên bản đồ khu tòa nhà này chưa nằm ở trong vùng màu xám, có nghĩa là vùng mà Nga đang tấn công. Vậy Nga sẽ làm gì tiếp theo sau khi đã chiếm được khu vực quan trọng là Domino này? Theo tôi suy đoán, họ sẽ bắt đầu ép ngược về hai cánh phản công của Ukraine. Nó sẽ là một dạng trận đầu trận đít. Phía trên, Nga sẽ ép xuống và phía dưới Wagner sẽ ép lên. Vậy đó, ở đoạn đầu video, những người Ukraine đã hồ hởi nói rằng họ đang cố tình dẫn dụ các lực lượng của Nga vào thành phố Bakhmut để qua đó có thể tiện bề phản công nhưng kế hoạch kiểu gì nó lạ thế dẫn dụ bọn họ vào hàng để rồi bọn họ chiếm luôn toàn bộ cái hàng để bây giờ hai cánh phản công trên và dưới của ukraina rơi vào thế bị cộng kìm ngược lại nếu họ càng cố gắng muốn tiến về phía bắc mút mà bắt buộc nếu họ muốn chiếm lại bắc mút thì họ phải tiến qua nơi đầy khu vực domino Tại sao ừ? Bởi vì các bạn nhìn thấy trên bản đồ, con đường phía trên cùng và dưới cùng nơi có những điểm phản công khác của Ukraine nó quá xa so với khu vực Bắc Mút. Làm sao có thể đi vòng vèo xa như vậy? Mà đi xa như vậy sẽ rất dễ ăn phản công và tập kích ngập mồm của các lực lượng vũ trang Nga. À? Thế nên báo cáo của Wagner chốt hạ không hề sai. Chỉ có 3 địa điểm giao tranh chính. Đó là hai điểm phản công ở bên sườn cùng trung tâm thành phố Bắc Mút. Rõ ràng những điểm tấn công khác hoàn toàn là Ukraine đang muốn kéo dãn đội hình của Nga theo tôi hiểu thì sau khi kéo giãn đội hình của Nga Hai điểm phản công chính gần khu vực Berkhika và Kilitsika của Ukraine Bọn họ sẽ dồn quân để tiến công vào thành phố Domino Để qua đó bắt đầu tiến quân vào trung tâm thành phố Bangmut Không có đường nào khác tốt đẹp hơn đâu các bạn ạ Bạn nhìn thấy một con đường màu vàng Cắt qua thành phố Chashista Nơi mà các lực lượng phản công của Ukraine được cho là đang tập kết ở đó Nó chính là đường cao tốc Và con đường cao tốc này xuyên thẳng qua các khu vực Domino Và tiến vào trung tâm thành phố Bangmut Vì vậy nếu Ukraina thật sự muốn chiếm lại Bắc Mút Thì họ sẽ bắt buộc phải tấn công vào thành phố Domino Tại sao ừ? Thứ nhất là để bảo vệ con đường cao tốc này Đây là một con đường huyết mạch mà Ukraina đang nắm giữ Để có thể vận chuyển lương thực, khí tài, quân đội từ Yar Qua con đường cao tốc này để tiến tới các địa điểm phản công Ở hai bên sườn thuộc khu vực Bắc Mút Vậy nên tấn công thẳng vào Domino cũng là một cách để bảo vệ con đường cao tốc này Bởi vì khu vực Domino sau khi bị các lực lượng của Wagner chiếm bọn họ sẽ dồn ép phía trên và phía dưới để phong tỏa hoàn toàn con đường này như vậy ukraine sẽ không thể nào vận chuyển khí tải từ chasis ra tới các địa điểm phản công nhưng chính vì để mất domino quá nhanh đang khiến cho các cuộc phản công của ukraine ở hai bên sườn đang trở thành một cái bẫy thực sự cho chính bọn họ hãy nhìn trên bản đồ sau khi wagner chiếm được domino có thể các lực lượng vũ trang của nga ở khu vực bokhika sẽ bắt đầu tiến công ra trong khi phía dưới thì các lực lượng Wagner ở Domino sẽ tiến công lên. Khu vực Kilistika cũng trong tình cảnh tương tự. Các lực lượng vũ trang của Nga sẽ tiến công ra, còn Wagner ở Domino sẽ chia một phần để ép xuống dưới cùng với cả Nga ở Kilistika. Như vậy lợi thế trước mắt của Nga đó là họ sẽ phong tỏa được con đường cao tốc nối liền với cả ra Mặt thứ hai, họ sẽ khiến cho hai điểm phản công quan trọng của Ukraine này phải co cụm lại. Và khi co cụm lại thì các lực lượng pháo binh của Nga bọc hậu ở phía sau sẽ như cá gặp nước. Bạn biết rồi đó, vài nghìn người gian trải ra thì pháo binh sẽ rất khó bắn. Mà bắn chúng thì cũng không hiệu quả, vô cùng tốn đạn. Nhưng một nghìn người tập kết lại thì câu chuyện sẽ rất khác. Để ý hơn một năm chiến sự qua, tôi nhận thấy rằng không ngờ trong cuộc chiến hiện đại này, thứ mà tồn tại duy nhất có hiệu quả đó là lực lượng pháo binh các máy bay không người lái và các chiến hào lầy lội đó là tất cả những suy nghĩ của tôi về những điều mà nga sẽ làm sau khi chiếm được khu vực domino còn về phía ukraine rõ ràng đang cho thấy họ đang cố gắng tìm mọi cách để kéo giãn các lực lượng vũ trang của nga ở khu vực ba theo báo cáo tôi mới nhận được vào sáng hôm nay thì ukraine tiếp tục tổ chức thêm một điểm phản công mới đó là ở khu vực gần soledad đúng là Ukraine đang muốn kéo giãn hơn đội hình của Nga, bởi vì tất cả những điểm phản công của họ đều là một vòng tròn bao xung quanh khu vực chính là Bakhmut. Tuy nhiên, trong một báo cáo ngay sau đó của các lực lượng quốc phòng Nga đã cho biết tại hướng Solider Bakhmut, những nỗ lực tấn công của quân đội Ukraine đã bị các lực lượng của Nga ngăn lại. Vadim Astafiev, người đứng đầu trung tâm báo chí của nhóm lực lượng vũ trang Nga ở khu vực phía nam, nói với Novosti rằng mọi nỗ lực tấn công của Ukraine vào hướng Solider đã bị chúng tôi ngăn lại. Kẻ thù đang gặp những tổn thất to lớn về nhân lực cũng như phương tiện chiến đấu. Theo ghi nhận, thiệt hại của kẻ địch bao gồm hai tổ hợp tên lửa hai mát, 10 đơn vị phương tiện vận tải cùng một khẩu pháo tự hành có cỡ nòng 155 ly. Tất cả đều bị lực lượng pháo binh dùng hệ thống phóng tên lửa đa năng Tornado S thuộc quân khu phía Nam tiêu diệt. Vâng, và đây là tất cả những báo cáo mới nhất về tình hình chiến trường giữa Nga và Ukraine ngày 19 tháng 5. Tổng kết lại, Ukraine bảo rằng họ đang dẫn dụ những người Nga vào thành phố Bắc Mút để qua đó tiện bề phản công Trong khi những người Nga sau khi bị Ukraine dẫn dự thì họ đã chiếm luôn tiểu khu Domino thuộc thành phố Bắc Mút Còn về số phận của 1.000 lính đánh thuê thuộc các quốc gia nào Ở tiểu khu Domino đều được các bác sĩ đánh giá rằng tiền lượng rất xấu Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau